Chào các em, chào mừng các em trở lại với kênh YouTube Toán Thầy Tiến BMT. Chào mừng các em trở lại với cái series là làm chủ chương trình sách giáo khoa Toán 9. Đây là bộ sách cánh diều nha các em. Thì như phân phối chương trình, chúng ta sẽ học 140 tiết trong vòng 35 tuần, mỗi tuần 4 tiết nhé. Thì ở học kỳ 1 chúng ta sẽ học 72 tiết, học kỳ 2 sẽ học 68 tiết. Rồi chúng ta cùng đến với cái chương 1 là phương trình. Chúng ta đến với chương 1 là phương trình và hệ phương trình bậc nhất. Trong chương này này, chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung sau là phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn, phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, và giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Chúng ta cùng đến với cái bài 1 là phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn. Thì ta có cái bài toán mở đầu, đó là trên một khu đất có dạng hình vuông, người ta dành ra một mảnh đất có dạng hình chữ nhật ở góc để làm bể bơi. Biết diện tích của bể bơi thì bằng 1.250 mét vuông. Rồi. Vậy thì người ta đặt ra một cái câu hỏi, đó là độ dài cạnh của khu đất là bằng bao nhiêu? Đấy. Rồi thì chúng ta cùng đến với cái bài học của ngày hôm nay. Sau đó ta sẽ giải quyết được cái bài toán thực tế này nhé. Rồi, phương trình tích. Đầu tiên là phương trình tích. Phương trình tích là nó có dạng cái tích như thế này. AX cộng B tất cả nhân với CX cộng D bằng 0. Với hai số A và C đều khác 0. Đầu tiên câu A là cho hai số thực A, U và V thì cái tích UV bằng 0, thì có nhận xét gì về giá trị U và V? Thì chúng ta sẽ có cái nhận xét, đó là nếu một cái tích này bằng 0 thì ta có là hoặc U nó sẽ bằng 0 hoặc V nó bằng 0. Bởi vì ta có là 0 nhân với số nào đi chăng nữa thì bằng chính nó đấy. Được chưa nào? Rồi, B là cho phương trình x trừ 3 nhân tất cả nhân với 2x cộng 1 bằng 0. Hãy giải mỗi phương trình bậc nhất sau. X trừ 3 bằng 0. Thì ta có là phương trình bậc nhất này x trừ 3 bằng 0, thì ta có là x nó sẽ bằng trừ 3 chuyển qua vế phải chính là bằng 3. Còn phương trình thứ hai là 2x bằng trừ 1, thì ta có x sẽ bằng, ta chia cả hai vế cho 2 thì nó sẽ ra x bằng trừ 1 phần 2. Chứng tỏ rằng nghiệm của phương trình x trừ 3 là nghiệm, và nghiệm của phương trình 2x cộng 1 bằng 0 đều là nghiệm của cái phương trình này. Nghiệm của một phương trình có nghĩa là nghiệm của phương trình là cái giá trị của x làm cho hai vế phương trình bằng nhau đấy. Thì ta có là thay x bằng 3 vào đây, thì cái này bằng 0 nhân với 2x cộng 1 thì nó cũng bằng 0 thôi. Rồi thay x bằng trừ 1 phần 2 vào đầu bên này thì ta có là 2x cộng 1 nó bằng 0 rồi. Thì x trừ 3 bằng bao nhiêu không quan tâm nữa, thì ta có 0 nhân với một số bằng 0 rồi. Đấy. Giả sử x bằng x0 là nghiệm của phương trình này, thì giá trị x bằng x0. Rồi ta có giả sử x là bằng x0 là nghiệm của phương trình x trừ 3 tất cả nhân cho 2x cộng 1 bằng 0. Vậy cái giá trị x bằng x0 có phải là nghiệm của phương trình x trừ 3 bằng 0 hoặc nghiệm của phương trình 2x cộng 1 bằng 0 hay không? Thì là có nhé. Nếu mà x0 là nghiệm của phương trình tích ban đầu. Nếu x bằng x0 là nghiệm của phương trình tích ban đầu nhé. Đây. Nếu x bằng x0 là nghiệm phương trình tích ban đầu thì x0 nó sẽ là nghiệm của một trong hai phương trình, đó chính là x trừ 3 bằng 0 và 2x cộng 1 bằng 0 nhé các em. Rồi chúng ta qua phần tiếp theo. Vậy thì từ đó ta có được là để giải phương trình tích có dạng AX cộng B tất cả nhân với CX cộng D với hai số A và C khác không, ta có thể làm như sau. Bước 1, ta giải hai phương trình bậc nhất là AX cộng B bằng 0 và CX cộng D bằng 0. Thì phương trình bậc nhất này chúng ta đã giải ở chương trình lớp 8. Rồi, bước thứ hai là kết luận nghiệm. Lấy tất cả các nghiệm của hai phương trình bậc nhất vừa giải được ở bước 1. Đó. Từ đó ta có một cái ví dụ là giải phương trình x cộng 5 nhân với tất cả nhân với 3x trừ 9 bằng 0. Thì ta có để giải phương trình này, ta giải hai phương trình
đó là x cộng 5 bằng 0. Thì ta có x cộng 5 bằng 0 thì x bằng trừ 5. Và giải cái phương trình thứ hai đó là 3x trừ 9 bằng 0. Thì ta có là 3x bằng 9. Chia cả hai vế cho 3 thì ta có là x bằng 3. Rồi đến cái bước thứ hai là ta kết luận nghiệm. Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm x bằng trừ 5 và x bằng 3. Được chưa em? Còn ở sách Chân Trời Sáng Tạo thì người ta sẽ viết cái chữ hoặc chỗ này. Đó, hoặc các em có thể đánh với hai cái dấu sao để chúng ta chia ra hai trường hợp. Nhưng mà khi kết luận nghiệm thì chúng ta sẽ lấy cả hai nghiệm thì ta viết chỗ này chính là chữ và nhé. Đấy. Tương tự thầy trò chúng ta cùng xử lý cái bài luyện tập 1 là giải phương trình tích là 4x cộng 5 nhân với 3x trừ 2 bằng 0. Thì ta có là đầu tiên là 4x cộng 5 bằng 0, hoặc cái phương trình thứ hai là 3x trừ 2 bằng 0. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể có cái câu giải giống như trong sách là để giải phương trình trên ta giải hai phương trình. Hoặc các em có thể trình bày như thế này cũng được nhé. Thì ta có là x nó sẽ bằng trừ 5 phần 4. Hoặc chỗ này là 3x bằng 2 thì x sẽ bằng 2 phần 3. Rồi nhớ có câu kết luận là vậy nghiệm của phương trình là x bằng trừ 5 phần 4 hay và lưu ý là chỗ kết luận là luôn luôn là chữ và nhé. X bằng 2 phần 3. Đó là thầy trò chúng ta đã xử lý xong bài luyện tập 1. Rồi ta có cái ví dụ số 2 là giải phương trình 2x trừ 3 tất cả bình bằng x cộng 7 tất cả bình. Thì nó chưa phải là cái dạng phương trình tích, thì từ đây chúng ta có thể đưa về dạng phương trình tích, bởi vì ta thấy đây là nó giống như là A bình phương này bằng B bình phương. Đấy, vậy thì ta chuyển vế đi. Chuyển vế thì ta được là A bình trừ B bình bằng 0 đấy. Đấy, A bình trừ B bình bằng 0 thì nó chính là cái hằng đẳng thức A trừ B nhân với A cộng B bằng 0. Thì lúc này nó đã quay về phương trình tích. Thì chúng ta vừa mới học được cách giải phương trình tích. Đấy, chỗ này chúng ta rút gọn, bỏ dấu ngoặc đi. Thì là 2x trừ x là còn lại x. Trừ 3 trừ cho 7 là trừ 10. Rồi ở cái ngoặc thứ hai ta có là 2x cộng cho x là bằng 3x. Trừ 3 cộng cho 7 chính là 4. Vậy nó quay về dạng phương trình tích rồi em này. Đấy, vậy thì để giải phương trình trên đó, ta giải hai phương trình đó là x trừ 10 bằng 0 thì giải ra x bằng 10. Phương trình thứ hai là 3x cộng 4 bằng 0 thì ta giải ra x bằng trừ 4 phần 3. Nhớ có cái bước số 2 là kết luận nghiệm. Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm x bằng 10 và x bằng trừ 4 phần 3. Thì các em đang học theo chương trình sách nào thì chúng ta nên trình bày theo hoặc là gần giống như vậy nhé. Để thầy cô của chúng ta không trừ điểm trình bày của chúng ta nhé các em. Thì mỗi sách nó sẽ có một cái cách trình bày của riêng nó. Nhưng mà theo thầy thấy thì cái chương trình của Chân Trời Sáng Tạo với lại Cánh Diều thì nó trình bày gần gần giống nhau nhé. Còn kết nối thì nó sẽ hơi khác một chút xíu đấy. Rồi chúng ta tiếp tục. Câu B. Ta thấy ở đây ta có câu B là x bình trừ 9 bằng 3 tất cả nhân cho x cộng 3 này. Rồi chúng ta xem lại. Thì nó chưa phải dạng phương trình tích. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là x bình trừ 9 thì nó chính là x trừ 3 tất cả nhân với x cộng 3 đấy. Đó, người ta viết cái x bình trừ 9 thì nó thành cái hằng đẳng thức x trừ 3 nhân với x cộng 3. Rồi chuyển cái 3 nhân với x cộng 3 qua vế trái thì thành trừ 3 nhân với x cộng 3. Vậy ở đây ta thấy nó xuất hiện cái lượng chung đó chính là x cộng 3. Vậy người ta đặt x cộng 3 làm nhân tử chung. Thì nó còn lại là x trừ 1 trừ cho 3. Rồi, vậy nó còn bằng chính là tương đương với là x cộng 3 tất cả nhân với x trừ 6 này bằng 0. Rồi để giải phương trình trên ta giải hai phương trình. Đó là x cộng 3 bằng 0 và x trừ 6 bằng 0. Thì ta giải ra được x bằng trừ 3 hoặc là x bằng 6. Rồi đến cái bước thứ hai là kết luận nghiệm. Thì vậy phương trình đã cho có hai nghiệm là x bằng trừ 3. Lưu ý là cái lúc kết luận nghiệm là viết bằng chữ và nhé. X bằng 6. Rồi chúng ta giải cái phương trình này. Rồi nó chưa phải dạng phương trình tích thì chúng ta phải đi giải phương trình tích nha các em.
Rồi chúng ta giải câu A. Các em nhìn ra được cái hàng đẳng thức ở phía bên trái không? Các em nhìn ra được cái hàng đẳng thức phía bên trái không nào? Rồi chúng ta đến với cái bút 2. Đó là giải cái phương trình. Thì để giải được cái phương trình này thì chúng ta sẽ cố gắng đưa nó về dạng phương trình tích. Vậy ở đây ta có, em thấy vế trái em nhìn ra được hàng đẳng thức không? Thì ta có, nó chính là x bình phương trừ 2 nhân với x nhân với 5. 25 thì chính là bằng 5 bình phương. Rồi cái chỗ 5 x trừ cho 5 thì thầy chuyển hết qua vế trái luôn. Đó thì đặt dấu trừ đằng trước. Vậy từ từ đây ta có là nhóm ba cái số hạng đầu tiên thì nó chính là x trừ cho 5 tất cả bình phương trừ cho 5 tất cả nhân với x trừ cho 5 bằng 0. Vậy thì ta đặt x trừ 5 làm nhân tử chung này. Thì còn lại chính là x trừ cho 5 trừ cho 5 nữa. Thì thầy nhà làm luôn là x trừ cho 10 bằng 0. Đấy, thì ta có là để giải phương trình trên. Ta giải hai phương trình sau. Thầy viết tắt cho nhanh nhé, các em đi thi đừng viết tắt nha các em. Rồi, ta có phương trình đầu tiên đó là x trừ 5 bằng 0. Thì ta giải ra x bằng 5. Cái phương trình thứ hai đó chính là x trừ 10 bằng 0. Thì giải ra chính là x bằng 10. Thì ta có là vậy nghiệm của phương trình đã cho là x bằng 5 và x bằng 10 nhé. Vậy là chúng ta đã giải quyết xong được cái ý A. Tiếp tục cái ý B. Ý B thì ta cũng làm tương tự đó. Các em nhìn ra được hàng đẳng thức không? 4x bình thì chính là 2x tất cả bình nhé. Trừ cho 16 chính là 4 bình phương. Nó sẽ bằng, à thầy chuyển cái này qua vế trái luôn, là trừ 5 tất cả nhân cho x cộng 2 bằng 0. Vậy chỗ này ta đặt, ta thấy ta nhóm hai cái số hạng đầu tiên lại thì nó chính là hàng đẳng thức đấy. Nó ra là 2x trừ 2, 2x trừ 4 nhân với 2x cộng 4 trừ cho 5 nhân với x cộng 2 bằng 0. Rồi, vậy ta thấy cái chỗ này nhóm số 2 ra ngoài được này. Được chưa nào? Hoặc là các em có một cách khác dễ hơn cũng được, là em sẽ phân tích cái chỗ này em đã có thể đặt số 4 ra ngoài ngay từ đầu cũng được nhé. Cái chỗ ban đầu này em đặt số 4 ra thì còn lại là x trừ 2 nhân x cộng 2 đấy. Được chưa? Vậy thầy đặt số 4 ra là x trừ 2 này nhân với x cộng 2 nhé. Đặt 4 ra là còn lại là x bình trừ cho 4. Thì nó chính là x cộng 2 nhân x trừ 2 đấy. Rồi chỗ này em đặt x cộng 2 làm nhân tử chung. Thì nó còn lại chính là 4x trừ 2. Thì thầy viết là rồi 4x trừ 2 trừ cho 5. Rồi mình làm từng bước đi nhỉ. Rồi vậy thì nó được là x cộng 2 nhân với 4x trừ cho 8 trừ cho 5 chính là trừ 13 bằng 0. Rồi chúng ta cũng có cái câu y chang như ở trên nhé, là để giải phương trình trên. Ta giải hai phương trình sau. Đó chính là x cộng 2 bằng 0. Thì ta giải ra là x bằng trừ 2. Và cái phương trình thứ hai đó chính là phương trình thứ hai đó chính là 4x trừ 13 bằng 0. Vậy thì ta ra được là 4x bằng 13. Vậy là chia hai vế cho 4. Vậy là x bằng 13 phần 4. Rồi. Lưu ý là luôn luôn có cái bước 2 là cái bước kết luận nghiệm nha, cực kỳ quan trọng đấy. Ta có là vậy, nghiệm của phương trình đã cho là x bằng trừ 2 và x bằng 13 phần 4. Các em luôn luôn phải thử lại nghiệm nhé. Các em thử lại nghiệm thì em lấy vế trái trừ vế phải. Thầy bài em bấm máy tính thử lại nghiệm.
ta bấm là vế trái trừ vế phải nhé. Thì đối với thầy thử một câu B thôi nhé. Là em bấm lại nè. X 4 x bình phương này trừ 16. Em trừ cho vế phải luôn. Bắt buộc nó bằng 0 nhé các em. Hai vế bằng nhau thì vế trái trừ vế phải bằng 0. Rồi em thế giá trị của x vào. Thì ở đây ta có là x bằng trừ 2 này. Thì em bấm CALC bằng trừ 2. Thì cái bấm CALC nhé. À, em bấm menu 1. Do thầy đang để ở môi trường khác đấy. Bấm menu 1 để setup lại máy tính cái lại nhé. Rồi bấm lại đi. 4 x bình này trừ 16. Rồi trừ cho vế phải là 5 tất cả nhân với x cộng 2. Rồi thầy bấm CALC x bằng trừ 2. Rồi nó sẽ bằng 0 này. Tiếp tục thầy thử nghiệm số 2 là bấm CALC tại 13 phần 4. Bấm bằng thì nó cũng ra 0. Vậy là hai nghiệm này là hai nghiệm đúng. Được chưa nào? Rồi chúng ta tiếp tục. Rồi chúng ta đến ví dụ 3 là chúng ta sẽ giải cái bài toán nêu ở trong phần mở đầu nhé. Rồi thì bài làm này thì các cái ví dụ mà có dạy ở trong sách giáo khoa thì thầy chỉ hướng dẫn các em lại thôi nha, thầy chỉ đọc lại và chúng ta chỗ nào thầy sẽ cố gắng giải thích sao cho các em dễ hiểu nhất thôi. Được chưa nào? Rồi thì các em là có này, gọi độ dài cạnh khu đất hình vuông là x, thì chính là cái độ dài này này, cái độ dài này này đó là bằng x. Rồi thì x nó sẽ lớn hơn 50 nha các em. X nó lớn hơn 50. Rồi ta có khi đó mảnh đất dạng hình chữ nhật để làm bể bơi có các kích thước lần lượt là x trừ 50 và x trừ 25. Trong quá trình cùng học với thầy thì các em luôn luôn để sách giáo khoa bên cạnh để xem lại nhé. Rồi ta thấy là cái số 50 và 25 là trong hình vẽ nó có sẵn nha các em. Vậy nên là cái độ dài, cái chiều rộng của bể bơi chính là cái phần này nè. Ta có chiều rộng của bể bơi chính là phần này. Mà 50 cộng với cái phần này là bằng x. Vậy thì ta có là chiều rộng của bể bơi chính là x trừ cho 50 nhé các em. Và chiều dài của bể bơi thì ta dễ dàng nhìn thấy được cả cái đoạn này là bằng bằng x. Thì chiều dài của bể bơi sẽ chính là bằng x trừ cho 25 thì nó ra cái phần này nhé các em. Vậy từ đó ta có diện tích của cái phần bể bơi đề bài cho chính là 1250. Ta lấy là diện tích của hình chữ nhật chính là dài nhân với rộng. Thì ở đây ta có là x trừ 50 nhân với x trừ 25. Thì ở đây chính là rộng nhân dài này bằng 1250. Rồi, vậy ta giải cái phương trình này thôi. Ta giải phương trình này thì người ta đã chuyển vế 1250 qua vế phải, vế trái. Rồi, chỗ này người ta nhân vào luôn là hàng đẳng thức đấy nha các em. Người ta nhân vào đây chính là hàng đẳng thức này. Là x bình phương. À, không phải hàng đẳng thức. Không phải hàng thức, nhân vào bình thường trừ 50 x trừ 25 x. Rồi thì tiết thứ nhất trừ đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở các tiết học tiếp theo. Thì cái bài 1 theo phân phối chương trình chúng chính ta sẽ cộng được 1250. Nếu các em thấy thích thì hãy cho tôi một like cũng như hãy đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những video cập nhật mới nhất là của cái này rút bản thể tính BMT là còn lại x bình trừ 75 x bằng 0 thì người ta đặt x làm nhân tử chung. Thì đây nó quay về dạng phương trình tích hồi nãy giờ chúng ta đã học rồi. Thì để giải phương trình này thì x bằng 0 hoặc là x trừ 75 bằng 0 thì giải ra x bằng 75. Mà theo cái điều kiện ban đầu chúng ta đặt là
x lớn hơn 50 nên ta kết luận là x bằng 75. Vậy ta có là cái độ dài của khu đất là 75 mét nhé. Độ dài của khu đất chính là cạnh khu đất chính là 75 mét. Đó, vậy là chúng ta xử lý xong cái ví dụ 3 nhé.